Hội họa được cho là một trong những nguồn cảm hứng tuyệt vời của các thiết kế thương hiệu thời trang Chan Cốt. Bởi đó là nguồn cảm hứng kết tinh từ những tinh hoa nghệ thuật được cảm nhận qua con mắt của nhà thiết kế. Trong đó nổi bật hơn cả là mẫu thiết kế có tên Align. Bộ đầm có cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Laurent Foucault, một họa sĩ đương đại có nhiều tác phẩm nổi loạn trong giới hội họa trường phái lập thể. Mẫu đầm Align được thiết kế theo phong dáng suông hiện đại với đường cắt xéo tinh tế, dễ dàng che đi các khuyết điểm trên cơ thể ở phần eo và hông. Thiết kế này với chất liệu vải mềm, độ co giãn tốt sẽ là sự lựa chọn cực kỳ thích hợp cho những thầy cô trong ngày đầu tháng hè. Nổi bật hơn cả ở thiết kế này là đường đính đá tinh xảo được tạo nên từ những viên đá đã được lựa chọn kỹ càng, rèn rũa ngày đêm cho đến khi tới tay của nghệ nhân đính. Kỹ thuật đính kết thủ công mà chúng tôi sử dụng sẽ giúp cho lớp đá bám chắc trên vải, tạo nên đường phản chiếu, ánh sáng lạ mắt và kích thích người thị giác. Đến nay, Align là mẫu đầm bán chạy top 2 trên cả hệ thống online và offline của thương hiệu thời trang Chan Cốt. Thiết kế rất phù hợp để các quý cô mặc khi đi dạo phố, cà phê với bạn bè trong những ngày đầu hè.